chả như này. Chú đây là chú thuê ở đây chú hay là có một phòng trong quán, tại vì cái phòng ở các phòng này. Vâng, tại vì họ có để điều hòa, các thiết bị gắn trên tường. Đấy, còn cái phụ kiện này ấy. Cái đây. Cái điều hòa cây của người ta. À. Còn điều hòa của cháu là 4 phòng đủ. Không biết là họ dỡ của họ. Cái đấy chắc là của họ đấy. Của họ vâng. Dự kiến chú ở có em bé không? Không. Không à. Thế không biết tính rồi, không là phải làm cái dây à, là còn làm lưới. Chú thống nhận chú cảm thông này chú. Ở đây chú xem thuê nhà cháu đi. Có vấn đề gì lăn tăn thì chú đó. Bác không ngủ à? Bác ngủ vâng, đây phòng ngủ lớn này, khép kín này. Phòng ngủ nhỏ đến đây. Phòng ngủ nhà này cả một phòng này, phòng này hiện tại họ đang mở khóa, họ để đồ họ thì nó có bảo là đây. Phòng thì cũng có cửa sổ ở ban công đô ra kia. Đang đựng giấy tờ. Ở 3 phòng. Vệ sinh cái này nữa. Các bạn làm như vậy, 95 mét vuông. 95. Đấy hai vệ sinh, vệ sinh cấp kín bên kia và vệ sinh này. Thôi cháu mua là giá bao nhiêu? Cháu mua cái đây lâu lâu để cho ba mấy. Chắc là ba mấy.